Xin mời quý vị chúng ta hãy đến với phần thi cuối cùng, đó là phần thi năng khiếu. Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta hãy đến phần thi năng khiếu của đơn vị số 1, đó là đội Naga. Xin quý vị chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho đội Naga về phần thi năng khiếu của mình. Gì nữa? Con bật tivi rồi mà bố có xem đâu. Ô hay cái đứa này. Không có không xem thì bố nghe. Mà cũng có nhất thiết là phải nghe hay là xem đâu. Bố đã bảo rồi, mở cái tivi lên cho nó vui nhà đấy, vui cửa. Ô, anh về rồi đấy hả? Mà về sao rồi. Giữa ban ngày ban mặt mà hai bố con bật hết mấy cái bông điện lên thế kia. Trong cái tivi nữa. Bật từ sáng đến tối, từ tối đến khuya mà anh có xem đâu. Anh phải biết tiết kiệm ấy chứ. Lại cái bài cũ tiết với kiệm. Ngày xưa khi như có điện thì trông cho nó có. Mà bây giờ có rồi thì mình cứ dùng cho thoải mái tiền ca. Thì điện của nhà nước bán cho mình dùng thì mình trả tiền. Uống nước mà chỉ... mẹ nó cứ lo. Để đó bố lo tất. Chỉ rồi phép. Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Mình dùng điện cũng phải tiết kiệm phải chứ. Ở trường á, thầy cô cũng dạy con là phải tiết kiệm điện đấy ạ. Con thì biết cái gì? Ôi dồi ôi. Thầy cô nào mà chả bảo thế? Leo leo, đi vào trong nhà học bài. Thôi con đi học. Bác Điền có nhà không đây? Đấy, ai gọi đây? Dạ, em Thu đây ạ. Chị Thu đấy ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, lúc sáng ấy, em có thông báo nộp tiền điện. Nhưng mà không thấy hai bác sang nộp. Tiền thể đi qua, em vào Thu luôn ạ. Thì bận quá. Dạ, đây xin mời hai bác xem biên lai đi ạ. Dạ vâng ạ, đây biên lai tiền điện đây chị. Ôi trời ơi, sao mà nhiều thế? Bao nhiêu? 1.050.000. À, 1.050.000. Có nhầm không đấy? Dạ, không nhầm đâu bác ạ. Đây có biên lai hẳn hoi đấy ạ. Nếu bác không tin thì có công tơ đó bác cứ kiểm chứng đi ạ. Nhầm đâu mà nhầm, chỉ rồi cái thế. Dạ, với số tiền đấy thì cũng đúng rồi đấy ạ. Em thấy nhà mình giữa ban ngày mà các bác bật hết cả bóng điện lên như thế này. Rồi quạt nữa, cứ quay vù như B52 thời chống Mỹ. Còn cái TV của nhà mình á, em đi từ đầu ngõ đã nghe tiếng rồi. Chưa kể các cái thiết bị gia dụng khác nữa. Thì với số tiền này cũng đúng rồi đấy ạ. Chị nói thế, thế cả lẽ nhà chị không dùng điện à? Dạ có chứ ạ. Thời buổi này mà không dùng điện thì có mà lạc hậu ở bác. Nhưng mà nhà em dùng điện chủ yếu là dựa vào 4 nguyên tắc. Thứ nhất là đúng lúc. Thứ hai là đúng chỗ, thứ ba đúng cách và thứ tư là đúng nhu cầu ạ. Mà cơ bản là do ý thức của người dùng điện thôi. Thì tôi thì chẳng ủ gì cả. Cứ có điện phải mãi tẹt ga cho nó sướng. Dạ, như thế chả trách tiền điện nhà bác lại cao như thế ạ. Cứ như nhà em đây cũng đầy đủ các thiết bị gia dụng đấy thôi. Nhưng mà mỗi tháng chỉ vài 300.000 thôi. Chỉ cứ lo đi. Tôi dùng tất cả chứ có phải tiền nhà chị đâu mà. Chị cái hay lo. Dạ em cũng biết là tiền của bác thì bác trả. Nhưng mà ai cũng dùng điện phong phí như nhà bác thì lấy điện đâu ra cho đủ ạ? Chị thế chứ thủy điện nó đang mọc lên cả đống. Chị cứ lo thiếu điện. Bảy. Dạ em cũng biết là thủy điện thì mọc lên nhiều đấy. Nhưng mà cũng có đủ điện để dùng đâu. Bác không thể hiện bây giờ ba xã vùng trong họng hoàn lắm. Nhiều hộ gia đình chưa có điện để mà dùng đâu bác ạ. Mà bác không nghe người ta bảo Quỳ Châu có món đặc sản đó là mất điện nó sao. Đấy chính là do những cái người dùng điện không khí đấy bác ạ. Thì ra là thế, tôi hiểu rồi. Thế mẹ nói chả gì. Em làm gì có tiền. Em nộp tiền học cho con hết rồi. Thế anh bảo anh lo tắt mà. Thôi anh nộp đi. Thì anh lo nhưng mà
50. Đây. 500. 50 ngàn nữa. 50 ngàn. Còn mỗi cái 50 ngàn ăn sáng kiểu này món nào rồi. Tiếc quá. Bác đã thấy hậu quả của việc sử dụng điện lãng phí chưa? Vâng, tôi biết rồi. Thế các người đâu? Dạ, con đây ạ. Bố lại bảo con bật cái gì nữa ạ? Không bật cái gì nữa, điện nhiều lắm. Thế con tắt ra tất cả các thiết bị không cần thiết trong nhà đi con. Dạ, thì con tiền tắt ạ. Tháng này nhiều quá. Thôi, con tắt hết TV với quạt rồi bố ạ. Thế luôn tiện có chị ở đây thì hôm nay chị có thể chỉ bày cho gia đình em làm thế nào để sử dụng điện một cách tiết kiệm và hiệu quả đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Nếu như các bác muốn sử dụng điện một cách tiết kiệm và hiệu quả thì đây nhé. Thứ nhất là giúp tích khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng thiết bị. Và thứ hai, lắp các thiết bị một cách khoa học và hợp lý để giảm điện tiêu hao và nên sử dụng ánh sáng mặt trời, ánh sáng tự nhiên. Và thứ ba là hạn chế dùng các thiết bị điện cùng một lúc vào giờ cao điểm. Giờ cao điểm vào những giờ nào hả chị? Giờ cao điểm là từ 9:30 đến 11:30 buổi sáng và buổi chiều là từ 17:00 đến 20:00 các ngày trong tuần trừ chủ nhật. Còn cách nào nữa không chị? Còn thứ tư thì để thực hiện tiết kiệm năng lượng thì chúng mình nên sử dụng các cái sản phẩm có dán nhãn ngôi sao năng lượng của Bộ Công Thương. Và nếu như nhà bác nào có dùng máy điều hòa ấy ạ thì mình nên điều chỉnh là ở mức nhiệt độ là từ 25 độ C trở lên vào ban ngày và từ 27 đến 28 độ C vào ban đêm. Nếu như các bác mà sử dụng điện như thế thì chúng mình cũng đã tiết kiệm được rất là nhiều điện rồi đấy ạ. Thì ra là thế. Thì may quá hôm nay nhờ có chị mà gia đình tôi đã biết cách sử dụng điện một cách tiết kiệm và hợp lý. Từ nay tôi và gia đình tôi xin hứa sẽ sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi chúng ta. Tiểu phẩm Nếu Để Tôi Lo xin khép lại phần thi năng khiếu của đơn vị Naga. Một lần nữa xin kính chúc các vị khách quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công tốt đẹp.